Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ, Chủ nhật ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 40 về quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Sapa. Theo nghị quyết, phạm vi áp dụng quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Sapa là trung tâm của khu du lịch quốc gia Sapa, có diện tích 6.090 ha. Trong đó gồm khu vực lõi đô thị du lịch Sapa và khu vực nghiên cứu mở rộng không gian. Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Sapa được lập theo 5 phân khu đã xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa, thị xã Sapa đến năm 2040. Tại quy chế quy định đối với kiến trúc công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đó là các công trình hạ tầng phải được thiết kế xây dựng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan. Bố trí công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có vị trí phù hợp, hạn chế chiều cao trong phạm vi kỹ thuật cho phép, khuyến khích ngầm hóa, bảo đảm khoảng lùi lớn so với lộ giới để tổ chức cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly với các khu vực chức năng khác của đô thị. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật xây mới, phải bố trí ngầm để đảm bảo thẩm mỹ. Thực hiện từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 12 năm 2024, đề tài nghiên cứu ứng dụng phân bón hữu cơ sinh học và hữu cơ khoáng, tổ chức sản xuất theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị mận Tả Van ở huyện Simacai đã cho kết quả khả quan. Đề tài tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật bón phân hữu cơ cho mận Tả Van, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và đào tạo tập huấn kỹ thuật thâm canh mận Tả Van theo quy trình Việt Gáp hữu cơ. Xây dựng mô hình 20 ha thâm canh tổng hợp mận Tả Van. Qua đánh giá, năng suất mận bình quân trong khu vực đề tài đạt 25 kg trên một cây, tương đương 10 tấn trên 1 ha, tăng 40% so với năng suất chung toàn huyện. Giá bán trung bình là 20.000 đồng 1 kg, sau khi trừ các chi phí sản xuất, nông dân lãi khoảng 135 triệu trên 1 ha, cao gấp 5 lần so với vườn sản xuất thông thường. Đồng thời hỗ trợ thành lập được 2 tổ liên kết sản xuất và liên kết với 2 hợp tác xã bao tiêu sản phẩm cho bà con. Simacai có gần 514 ha mận Tả Van, trong đó hơn 300 ha cho thu hoạch, sản lượng hàng năm gần 1.900 tấn. Thay cho việc gửi trẻ tham gia những lớp học hè, những lớp học kỹ năng sống, việc gia đình đồng hành cùng con trong những ngày hè sẽ là lớp học thiết thực và ý nghĩa nhất. Với công thức 2:1 mà ngành giáo dục thành phố đang áp dụng để phối hợp quản lý học sinh trong dịp hè, các em nhỏ đang được trải qua những ngày nghỉ ý nghĩa, học được cách yêu thương và biết sẻ chia trong cuộc sống. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Bảo Anh, mình là học sinh lớp 33 trường tiểu học Lê Văn Tám. Các bạn ơi, những ngày hè của mình đã trở nên rất bổ ích khi mình đã chăm chỉ thực hiện những nhiệm vụ mà cô giáo chủ nhiệm giao. Các bạn hãy cùng mình đến với một ngày hè thật vui vẻ của mình nhé. Tôi đã giao cho các em những nhiệm vụ rất là nhẹ nhàng thôi. Để động viên các em thì tôi thường xuyên gọi điện để hỏi thăm các em thực hiện công việc như thế nào. Thế và cũng động viên khuyến khích gia đình quay video hoặc là chụp ảnh những cái việc các em đã làm. Sau đó thì gửi đến nhóm lớp để tuyên dương, khích lệ để các em thực hiện thường xuyên liên tục. Em thấy những nhiệm vụ này không khó, nhưng để chúng ta thực hiện thường xuyên thì đòi hỏi chúng ta phải kiên trì ạ. Em đã thực hiện thành công nên em cảm thấy rất vui. Nhờ vậy mà em đã được bố mẹ khen và thưởng cho mình nhiều món quà mà em yêu thích ạ. Công thức 2:1 là một ngày hè, tối thiểu các em sẽ giúp đỡ gia đình và người thân hai công việc. Trong kỳ nghỉ trồng được 2 cây xanh hoặc cây ăn quả, rèn luyện thường xuyên 2 môn thể thao và biết nấu 2 món ăn. Công thức nghiệm thu sản phẩm của học sinh trong ngày hè 2:1 đang được nhiều cơ sở giáo dục áp dụng, được gia đình hưởng ứng và các em học sinh tham gia tích cực. Mỗi ngày em thường quét nhà cho bố mẹ, lau cửa, lau bàn. Sau đó em giúp bà bắt sâu trong vườn nhổ cỏ dại và tưới cây. Em cũng thấy mệt tại vì em cảm thấy rất là vui ạ. Được nghỉ hè này thì hầu như là bố mẹ cũng bận công việc ấy. Thế là ở nhà là nhiều khi là các con cũng biết tự đi chợ được rồi. Và giúp bố mẹ như là nhặt rau rồi là phụ giúp mẹ nấu cơm. Tiến bộ rất là nhiều rồi. Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để bố mẹ có thể đồng hành cùng con cái, vừa tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi, vừa tạo gắn kết gia đình. Với những nhiệm vụ được ngành giáo dục thành phố tổ chức, đã và đang mang đến cho các em những trải nghiệm ý nghĩa, những ngày hè bổ ích.
Thưa quý vị, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác vận động nguồn lực cho hoạt động cứu trợ, từ thiện, nhân đạo. Từ năm 2019 đến nay, Ban vận động cứu trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được hơn 28 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng chục tấn hàng hóa, kịp thời hỗ trợ, sẻ chia với đồng bào trong và ngoài tỉnh, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, từ năm 2020 đến năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động được trên 22 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, vận động ủng hộ 600 triệu đồng giúp người nghèo tỉnh Điện Biên làm nhà đại đoàn kết. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã huy động dành gần 200 tỷ đồng cho hoạt động thăm hỏi, tặng quà người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, huy động hỗ trợ xây dựng 174 nhà tình nghĩa. Ngày 14 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Bảo Yên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech tổ chức khám sức khỏe cho gần 600 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Tại chương trình, các đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức, người lao động được xét nghiệm các bệnh lý về máu như thiếu máu, rối loạn đông máu, nhiễm trùng máu, ung thư máu, chẩn đoán đánh giá bệnh tiểu đường. Trong quá trình khám, các y bác sĩ cũng tư vấn hướng dẫn cách phòng tránh bệnh tật, các biện pháp nâng cao sức khỏe. Đây là hoạt động thiết thực, động viên đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức, người lao động yên tâm công tác, lao động sản xuất và thêm gắn bó với tổ chức công đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, chị Thảo Pa La, thôn La Pan Tần, xã La Pan Tần, huyện Mường Khương đã kề vai sát cánh cùng chồng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Gia đình chị Thảo Pa La có 4 thế hệ cùng chung sống, nhưng luôn ngập tràn niềm vui, các con lớn khôn trưởng thành. Có được điều này một phần vì chị La luôn khéo léo trong cuộc sống gia đình, là người con dâu hiếu thảo với bố mẹ chồng, là người vợ, người mẹ dịu dàng, đảm đang và luôn là bạn cùng đồng hành, chia sẻ, làm gương cho con trong cuộc sống. Gia đình tôi có 4 thế hệ cùng chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Là một người phụ nữ trong gia đình, tôi đã cùng chồng chăm lo cho con cái đi học đầy đủ, trưởng thành. Hơn nữa, để xây dựng gia đình hạnh phúc, bản thân tôi và từng thành viên trong gia đình luôn sống có trách nhiệm với nhau. Là một người con, một người cháu, cũng như là đối cũng là một lớp trẻ với thanh niên hiện đại thì em đã đối ông bà thì ngoan ngoãn nghe lời ông bà, và bố mẹ thì cùng bố mẹ đi làm, rồi là cùng phát nhau phát triển kinh tế gia đình. Để gia đình thật sự hạnh phúc, không thể thiếu một nền tảng kinh tế vững chắc. Chị Thảo Pa La đã bàn bạc cùng chồng chuyển đổi trồng ngô sắn sang trồng cây ăn quả ôn đới. Hiện gia đình chị có hàng trăm gốc lê mận các loại. Cùng với chăn nuôi gia súc gia cầm, mỗi năm gia đình chị có nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Trên địa bàn xã là cũng có nhiều chị em là tiêu biểu về xây dựng gia đình hạnh phúc. Ví dụ như hiện nay là chị Thảo Pa La, thôn Lan Tẩn đã sống là 4 thế hệ với nhau. Gia đình cũng sống rất hạnh phúc và gia đình cũng tập trung là chủ yếu là phát triển kinh tế. Chị Thảo Pa La cũng tích cực tham gia phong trào phụ nữ ở địa phương, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc cho các chị em khác trong thôn. Gia đình chị La luôn đạt gia đình văn hóa, trở thành tấm gương sáng cho chị em trong thôn, trong xã, học tập và noi theo. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong đêm qua và sáng nay, trên địa bàn các huyện Bắc Hà, Bát Sát, Bảo Yên có mưa vừa, mưa to. Một số khu vực độ ẩm đất đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Các khu vực được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở, sụt lún đất trên các sườn dốc, ta luy các tuyến đường giao thông trên khu vực huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Sát, Simacai, Văn Bàn và thị xã Sapa. Cảnh báo cấp độ rủi ro ở cấp 1. Lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại đến sản xuất. Các địa phương và người dân cần nâng cao cảnh giác để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước, vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam, LotusSat-1 đã hoàn thành công tác thiết kế chế tạo, dự kiến có thể phóng lên vũ trụ vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2025. Đây là vệ tinh quan sát trái đất với khả năng chụp ảnh độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết bằng công nghệ cảm biến radar khẩu độ tổng hợp SAR.
Dữ liệu ảnh của vệ tinh sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn ảnh, cung cấp thông tin chính xác nhằm ứng phó, giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường. Vệ tinh Lotusat 1 đã hoàn thành chế tạo vệ tinh, hiện đang chờ lịch phóng vào quỹ đạo trái đất, dự kiến vào tháng 2 năm 2025. Theo thống kê, mỗi năm tỉnh Nghệ An có gần 2 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp chưa được sử dụng đúng mục đích, trong khi đó nhu cầu sử dụng phân hữu cơ vi sinh rất lớn. Để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phát động, triển khai sâu rộng phong trào nông dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm sản xuất nông nghiệp. Trong đó, phấn đấu mỗi năm, nông dân toàn tỉnh sản xuất được khoảng 90.000 tấn phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm sản xuất nông nghiệp. Mỗi hộ gia đình đều có một điểm sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ cây trồng, tạo ra sản phẩm an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn. Cây sầu riêng đang dần trở thành cây trồng chủ lực ở huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, khi mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho nhiều hộ dân. Tính đến tháng 6, huyện Sông Hinh có khoảng 800 hecta sầu riêng, trong đó có 300 hecta đã cho quả từ năm thứ hai trở lên, còn lại là diện tích đang trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, vụ mùa năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm cây sầu riêng của nhiều nhà vườn bị rụng quả với số lượng lớn, dự báo năng suất giảm từ 30 đến 50%. Để giảm thiểu thiệt hại, chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần hết sức thận trọng và có đánh giá toàn diện, định hướng lâu dài trước khi thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang có chiều hướng gia tăng khi ngày 13 tháng 7, Moscow cảnh báo một số quốc gia châu Âu có thể nằm trong tầm ngắm của tên lửa của Nga nếu Mỹ triển khai tên lửa tại Đức. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Moscow có đủ khả năng để ngăn chặn tên lửa Mỹ có thể triển khai, nhưng điều này cũng sẽ khiến một số quốc gia châu Âu nằm trong tầm ngắm tên lửa Nga. Trước đó, Nga cũng đã cảnh báo việc một số nước phương Tây tuyên bố cho phép Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga là động thái leo thang căng thẳng nguy hiểm. Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra sau khi Mỹ hôm 10 tháng 7 thông báo sẽ triển khai định kỳ tại Đức các vũ khí tầm xa, gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk kể từ năm 2026 như một biện pháp răn đe. Mới đây, các chuyên gia Australia đã khuyến nghị chính phủ cần tăng cường phòng dịch và đề phòng trường hợp xuất hiện các ca mắc chủng H5N1 có khả năng lây sang người. Tại các trang trại trên khắp Australia, ngành chăn nuôi gia cầm đã tiêu hủy khoảng 1,8 triệu con gia cầm nhiễm biến thể H7N1 của cúm gia cầm. Các chuyên gia dự báo biến thể H5N1 có thể sớm xâm nhập vào Australia, gây ra tác động nghiêm trọng đối với nhiều loài động vật như quần thể chim bản địa, rồi từ đó lây sang bò sữa và có thể là cả con người. Vì vậy, chính phủ Australia cần đầu tư nhiều ngân sách hơn để nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh này, giúp các địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó hiệu quả hơn. Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch công bố sẽ tặng thưởng cho khách du lịch có ý thức tham gia các hoạt động thân thiện với môi trường trong chuyến nghỉ dưỡng của họ. Sáng kiến này mang tên CopenPay nhằm biến các hành động xanh thành tiền tệ để đổi các trải nghiệm văn hóa. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, du khách mang rác thải nhựa đến phòng trưng bày quốc gia Đan Mạch sẽ được tham gia workshop biến rác thành tác phẩm nghệ thuật. Những người đạp xe hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng đến nhà máy sưởi ấm nổi tiếng của thành phố sẽ được trải nghiệm trượt tuyết trên mái nhà nhân tạo của tòa nhà. Các hoạt động thân thiện với môi trường khác cũng được thưởng bằng các tour du lịch miễn phí, thuê thuyền kayak miễn phí, thậm chí cả bữa trưa chay miễn phí với nguyên liệu địa phương. Người dân địa phương và khách du lịch tới thành phố Rome của Italia vào những ngày này có thể tắm nắng hoặc chơi thể thao trên một bờ cát như bãi biển thực sự ngay cạnh sông Tiber. Bãi biển nhân tạo có diện tích khoảng 2 hecta này bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6, mang đến một địa điểm vui chơi mùa hè cho người dân địa phương cũng như khách du lịch đến với thành phố Rome. Đặc biệt, toàn bộ các dịch vụ tại đây đều được cung cấp miễn phí. Ý tưởng về một bãi biển ở trung tâm Rome được khởi xướng vào năm 2019. Sau nhiều nỗ lực cải tạo, khu vực vốn là bãi rác lộ thiên dọc bờ sông Tiber đã trở thành một điểm đến mùa hè, nơi những người cao tuổi có thể tận hưởng khoảng thời gian thư giãn nghỉ ngơi ngay trong thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.